Em buồn quá anh Tám. Tết này chắc em đóng cửa tự kỷ ở nhà không đi đâu hết quá. Năm có 3 ngày xuân à, 4 ngày xẹp à. 3 ngày xuân ở luôn trong nhà còn gì nữa là xuân. Phải tới lui chúc Tết bà con hàng xóm là thăm lôm này kia đâu. 3 ngày xuân đâu thì em chưa thấy, nhưng 4 ngày xẹp là chắc chắn đến với em rồi. Trời ơi, gì đâu quá hả mà mấy ngày Tết đi tới nhà ai cũng vậy. Đi tới 10 nhà thì hết 11 nhà ai cũng hỏi là Năm Thù, chừng nào mày lấy vợ, chừng nào mày có con. Trời ơi, hỏi nhục cũng chết luôn. Đi tới 10 nhà lấy đâu ra 11 nhà hỏi. Trời ơi, đây nè, 10 năm nay rồi, năm nào cũng như vậy. Đúng mùng 1 Tết em bước ra khỏi cửa phòng, câu đầu tiên chị Năm hỏi em là Năm Thù, chừng nào mày lấy vợ rồi, chừng nào mày có con với tao ẵm bế ẵm bồng. Chứ không phải là 10 nhà 11 câu hỏi hả? Tính luôn chưa đâu luôn hả? Đúng rồi, là một nhà rồi đó. Anh Thạch. À cô. Chồng ơi. What? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Anh Thạch, anh có thêm vợ nào vậy? Nhỏ thôi, tôi nghe được kết liền là vợ rồi mày ơi. Anh về với em với con đi anh. Cái gì vậy? Trời ơi, có vợ rồi có con nữa. Trời ơi, ông trời ơi, sao bất công quá vậy? Kẻ ăn không hết, người lần không ra. Năm. Dạ. Tiếp lận tiếp độ mà. Ăn gì? Cô ơi, cô thấy dư luận người ta để ý tôi kìa. Tôi quen cô hồi nào đâu mà con cái gì. Suy nghĩ kỹ là coi cô quen gì đâu. Cái gì vậy? Ê, cái gì vậy? Năm ơi, cô anh tụt quần luôn rồi. Tới tới ông chuyện luôn rồi nè. Không có này không có được. Chị mò thân anh ấy lo nha. Thôi anh đừng ăn áo quá, em đổ vỏ nha. Trời, cô làm gì vậy? Ban ngày không mặc mà. Anh có cái bớt son ở đằng sau mông á. Người ta có cái đặc điểm nhận dạng ở cái nơi thầm kín nhất luôn rồi. Vậy là chính xác rồi còn gì nữa. Trời ơi, vậy là Anh ơi, em biết em sai rồi. Oh my god. Trời ơi, có hình gia đình luôn rồi. Vậy là xác nhận chính xác 100%. Thôi, qua giải quyết chuyện gia đình đi, em đi về. Trời ơi. Chị Tư, ông Tám không có đàng hoàng giống như lời đồn đâu. Mà sao tự nhiên nay nói xấu anh Tám vậy? Anh Tám mà cười nghe nổi da gà hết trơn luôn á. Ngọt ngào mà thân thương quá. Chị bị gạt rồi. Bộ ổng làm chuyện gì phạm pháp hả? Không, nhưng mà ổng có vợ rơi con rớt ngoài đường á. Con Tư, mày điên rồi Khoa ơi. Làm hết hồn hết chí à. Mấy lần mày xuất hiện mày có thấy mày lên tiếng trước cho tao nghe rồi mày xuất hiện được không? Mày vô sát đôi mày vỗ mày đánh lăn cái rớt cục đàn ông dưới đất luôn à. Lúc đó không kịp rồi sao tao có vợ. Em đứng đây từ nãy giờ mà. Tới sao nãy giờ không sao không nói. Tại em thấy anh nhiều chuyện chứ bộ. Tính ra mày nhiều chuyện hơn tao á. Ủa mà hồi nãy em nghe nói anh nói là chú Tám lụm được vợ rơi con rớt. Ở đâu vậy anh? Ngoài bãi xe ngoài á. Bãi xe hả? Lâu chưa anh? Hỏi gì chuyện người lớn vậy? Nhiều chuyện. Tại em ra em mót coi xem coi còn ai không để em lụm đem về. Ồ, tính hóa thân thành tràng à. Mới đất thì luôn, chạy ra còn kịp á. Mới thì hả? Dạ, em đi liền nha. Ê, dạ. Người ta nói vậy mày ra liền thiệt luôn hả? Đi liền chứ, để ra ngoài người ta lụm hết rồi sao. Ủa? Tính ra mày cũng muốn vợ hơn tao rồi đó. Bó tay chấm cơm, chấm mắm niêm chấm đầu luộc, có con cá chiên nó ngon. Cô bé tóc xoăn. Hay người ta có vợ rơi con rớt ở ngoài mà vẫn còn điềm tĩnh như vậy, không có sao xuyến xuyến xa trong lòng hả? Sao xuyến gì? Cái này xưa rồi Diễm. Cái này á là chắc là con Vi nè với ông Tám ha. Chà. Gì? Rồi nay cộng em vô nữa. Tính diễn kịch cho chị xem chứ gì. Trời ơi, diễn kịch gì? Không hề diễn kịch. Ơi, không có kịch nghệ gì đấy hết trơn á. Sự thật là vậy luôn. Bà vợ của ông tới tận bãi xe luôn tìm cha cho con gái của ông. Giờ tôi đảm bảo tôi đi cái chỗ này á là cô không thể nào theo tôi được đâu. Anh đi đâu em cũng đi theo hết á. Đi cùng trời cuối đất luôn. Tôi đi vô toilet. Thì em đứng ở ngoài chờ. Có nước quá thạch không quá. Em mặc kệ. Lần này em không có để anh bỏ đi mất nữa đâu. Giờ muốn ngồi không được nè. Giờ ẻn đít nè. Đó. Lái y như cái tàu lái bằng bánh lái. Giờ tôi ngồi xuống đây. Tôi ngó kỹ rồi chứ không phải tôi đâu. Anh Tám à. Anh chính là người đàn ông mà bỏ đi 20 năm trước. Bây giờ em phải nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới chịu tin hả? Bao nhiêu cũng vậy à, bị tôi đẻ ra đây mà. Tôi cười á, à, tôi đang gây lộn với anh tôi vẫn cười. Người tôi là người cười, không phải người gì. Đi với vợ con mà mặt đóng nè, không phải đâu. Với lại tôi ở xứ này
tí má sanh ra ở đây, thổ khẩu tôi ở đây, ví dụ như tôi đưa khỏi đây 2-3 ngày cũng có một chuyện thôi, chứ làm vậy có thể sống người phụ nữ mà có con cái được đâu. Hay là bây giờ anh có vợ con, có gia đình mới, có nhà cửa đề huề hết, nên là anh muốn đổ bỏ trách nhiệm đúng không? Không, Tâm thật xưa nay không có quan niệm đó. Ủa Tương, Tám, vợ mới anh đó hả anh Tám? Không phải đâu, tôi á chỉ là hàng xóm của ảnh thôi. Tám nè. Hả? Tôi cầu mong cho dù bất cứ con hoàn cảnh nào á, thì anh á sẽ không bao giờ là người phụ bạc. Thư à, tôi cái... Vô đây à, cô Tư à, cô Tư qua chơi nào vậy? Cô gặp tí con chưa? À, giới thiệu cô, này là con gái của cô trong nhà con. Vy, cô Tư chúc mừng con nha. Chúc mừng con với tía con. Con đã tìm lại được mẹ và em gái mới của con nha. Không Tư, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. May quá cô dặn tí về sớm. Hả? À, mẹ đi đâu sáng giờ vậy? Mẹ đi tìm ba cho con nè. Ba hả? Ba! What? Đó, mẹ biết chưa? Ba của con đúng không? Mẹ không có nhận nhầm người đúng không? Cô Giang! Tí kêu con đi tìm người gỡ ngồi nổ, chứ không phải kêu người về đổ xăng. Mới chế xăng nổ có phùm. Ba! Cô nghe không? Không phải tí ơi. Trời ơi, cái chuyện này là nằm ngoài dự kiến của con luôn á. Em gái. À, dạ. Vui gì vậy? À, dạ em không có chuyện gì hết á. Sao ba của chị giống ba của em quá vậy? Trong một phút nông nổi cho nên là em lỡ miệng em kêu tiếng ba thôi. Dạ con xin lỗi chú. Chú nghe chú nghe con. Cái chú này đâu phải là ba của con đâu. Ba của con mà khó khăn lắm mẹ mới tìm được đó. Không tin thì mẹ nhìn lại đi. Thấy chưa? Con nói mà. Ha. Cái ông này mặt mâm, không phải mặt trở trà của ba con. Thì đúng rồi, ba con đang ở nhà, về ở nhà đợi mẹ con mình từ nãy đến giờ kìa. Mẹ đi đâu vậy? Vậy thôi mình đi về gặp ba nha con. Dạ. Người ta đi quốc rồi, tí làm cái gì vậy? Phải đóng cho đến lúc kéo màn lại vô cánh gà phải xả dây chứ con. Biết người hả? Thì sao kể tiếng nghe coi. Cái người cha của cái em bé gái nãy á mất rồi. Người mẹ đau khổ quá cho nên là tinh thần không có được tỉnh táo lắm. Cô cứ nghĩ là chồng cô không thương cô nữa nên bỏ cô đi. Lâu lâu đừng có lang thang kiếm chồng vậy mà. Nghiệp quá vậy hả? Rồi là cái sáng 888 này thế tía có hình thức giống mà tên cũng giống, nên cô tưởng là chồng mình còn sống. Đúng rồi. Nhưng mà may là tía có sáng kiến kêu con đăng lên mạng về cái trường hợp này. Cũng hay là cô con gái đã đọc được nên mới tới đây kiếm mẹ cô về nè. Nhưng mà ghê thiệt. Sao? Tới đây kiếm mẹ cô về mà xém nữa là giành tí của con luôn. Nguy hiểm quá. Con sợ giành bắt tí hả? Phải không? Dạ. Ủa chứ sáng đưa nào ba sớm mà sát mới nghe sơ sơ. Tưởng nói là tí là viên ngoại, đẻ con thêm con thiết kiệu và thêm loại thí dân. Dọn đây nè, dọn đây dọn đâu chả. Tại con đâu có ngờ là trên thế gian này lại có chuyện người giống người đâu. Trùng tên rồi con giống luôn đặc điểm nhận dạng nữa chứ bộ. Con là cái bối chốt cuối cùng để tía nương tựa. Mà con không tin tía như vậy thì tía nương tựa vào ai? Đến cả khu tư cũng vậy, nó theo đùng đùng vào ảnh kìa, chưa có tin đâu. Còn nguyên ngoài bến xe ngoài nữa, ta đang nghi chờ tía có hai dòng con kìa. Vui lòng đi theo tía qua khu tư trước đi, rồi cùng nhau đi ra ngoài bến xe nữa. Chào quý vị khán giả, Thảo Vy xin được phép thay mặt ekip Sóng 888 gửi lời cảm ơn đến tình cảm mà quý khán giả đã dành cho Sóng 888 trong suốt thời gian qua. Hiện tại thì Sóng 888 đang được phát vào lúc 19 giờ thứ 3 năm 7 hàng tuần trên kênh Sài Gòn TV Movie. Và xin mời quý vị khán giả tiếp tục
theo dõi và đón xem những tập tiếp theo của bộ phim. Thảo Vy xin mời quý vị khán giả subscribe kênh Sài Gòn TV Movie để đón xem những tập tiếp theo cực hấp dẫn của Sóng 888 nha. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người, mình là Khoa. Trong phim mình là Khoa, nhưng mà mọi người kêu là Khoa Khờ. Không hiểu tại sao mọi người kêu mình như vậy nữa. À, các bạn có muốn biết tại sao không? Vậy thì các bạn hãy vào kênh YouTube Sài Gòn TV Movie vào các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy vào lúc 19 giờ nghe. À, đừng quên đó, các bạn nhấn subscribe để theo dõi những tập tiếp theo và để giải mã tại sao mọi người kêu mình là Khoa Khờ nha. Cảm ơn các bạn. Hi, chào cả nhà thân yêu và chào những vị khách đặc biệt của quán cà phê Tư Hà trong cái phim mà Sớm 888. Xin mời quý vị nếu yêu thích Sớm 88 của Linh Hà thì thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên kênh Sài Gòn TV Movie nhé. Có câu là muốn đi lẹ thì đi mình ên, mà muốn đi dài thì hãy đi cùng nhau. Hữu Thạch cùng ekip rất mong sự góp ý cũng như là comment cũng như là thả tim hay là đăng ký kênh thì càng tốt với công ty. Một lần nữa, Hữu Thạch trên thay mặt ekip cảm ơn quý vị khán giả cùng quý bà con, cô bác thật là nhiều. Và chúc cả nhà mình thật là nhiều niềm vui và sức khỏe và hạnh phúc ạ.